Ok, chào các bạn nhé. Đang làm thì anh em gọi nhậu. Nên bây giờ đang chuẩn bị đi nhậu để xem có món gì không nhé. Đây là trong thành phố rồi các bạn này. Ôi, lại nhậu đây các bạn ạ. Đây, xem có món gì sẽ giới thiệu và quay cho các bạn xem nha. Ok, anh em sẽ đi đây. Ok, cùng tham gia nhậu với anh em nha. Hello các bạn nha. Hôm nay gọi là anh em mình đi ăn chỗ quán đông anh nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và review quán bún ăn gọi là buổi sáng đây các bạn này. Phở Bình gia truyền Nam Định và không chỉ là phở cùng nhau thưởng thức hương vị Việt đấy. Và sau đây mình sẽ giới thiệu và review cho các bạn quán của ông anh mình nhé. Và anh và bạn bè là qua đây thì mình sẽ giới thiệu và review cho các bạn đến buôn mê ăn ở đây nha. Các bạn qua em và là ở dưới kia là chợ Tân An nha các bạn. Dưới kia là chợ Tân An, từ chợ Tân An rồi siêu thị Co.mart chạy lên trên này. Đó, siêu thị Co.mart chạy lên trên này và sẽ gặp quán Phở Bình ấy. Và sau đây các bạn cùng theo mình vô trong quán nhá và xem. Nói chung giờ này là giờ đâu đây, tối là đây, quay bảng tối là bia bia tuyết này, nhậu bình dân, đặc biệt chả bò Đà Nẵng nha các bạn nhá. Đấy, đấy là những món nhậu bình dân bữa đêm. Buổi sáng là ăn phở phở bún các kiểu đấy các bạn ạ. Nói chung là phở bò đấy, đấy rất là ngon trong ấy. Và ở ở trong này đặc biệt là nó có cái bàn gỗ rất là dài nha các bạn nhá. Tí sẽ review và cho các bạn xem cái bàn gỗ rất là dài. Thôi, let's go, đi thôi nha các bạn nhá. Đây, bên trong rất là rộng nha các bạn nhá. Tại vì bây giờ là buổi tối rồi, dịch với lại nó kia thì anh em nhậu cũng ít đấy các bạn này, cái ăn lấy ra thôi. Và bây giờ mời các bạn cùng tham quan cái quán này, rộng rãi, thoải mái nha các bạn nhá. Rồi, đi thôi. Và mình đã xin phép gọi là anh chủ là quay luôn sang bếp luôn nha các bạn nha. Đó. Rồi, cho anh em quay xung quanh nha, cameraman tự nhiên đi. Ok. Đây là hồi nãy mình vừa nói đây các bạn ơi. Đây, bộ bàn ghế này các bạn ơi. Bộ bàn ghế này gỗ này rất là dài. To lắm các bạn ơi. Đây. Dài ghế này 20. 1 2 3 4 là 4 là 80, hình như là 80 gần cả mét đấy. Ok. Và xem cái bộ bàn ghế này dài ghê đấy các bạn ạ. Ồ, xem chưa? Quán này đọc 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 chắc là cái bộ bàn ghế đấy các bạn ạ. Bộ bàn này là dài quá. Này phải mấy mét ta? Mấy mét đấy anh Bình? Anh Bình, cái này mấy mét? 5 mét à? Làm gì? Xa mà. Đây, quay gỗ này em. Đấy, cái bộ bàn ghế này dài lắm này các bạn ạ. À. Đấy, đây có cả cơm, cơm gì ta? Cái này cơm chiên gì ấy nhỉ? Đây, đây, đây. Này, có cả cơm chiên này các bạn ạ. Tối có thể ăn cơm về là ăn bún rồi ăn nhậu luôn các bạn nha. Đấy, đây là những gọi là quán ông anh đang mở đây. Ví dụ các bạn muốn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tối nhậu nó cũng có luôn các bạn ơi. Ok, giờ thầy sẽ đi qua qua bếp tham quan các bạn luôn. Đây, anh em sẽ giới thiệu cả bếp luôn các bạn nha. Gọi là buổi sáng ăn sáng rồi rồi đi làm nha các bạn. Và sau đây sẽ là ra bếp xem review luôn chỗ bếp gọi là sạch sẽ đấy các bạn ạ. Đi, ok đấy, chọc quá. Đây ông anh đang làm món món gì đây anh? Đây là cơm chiên đây các bạn ạ. Rồi, ok đây, nhanh nhanh qua đây, đang review mà. Ôi trời ơi, người đẹp đây các bạn thấy không? Đây là đầu bếp, đâu không phải đầu bếp ông anh, đây là đầu bếp à? Trời ơi, đấy bình thường mà review mà thôi.
Lại cơm chiên em ạ. Cơm chiên gì anh? Cơm chiên dưa bò. Cơm chiên dưa bò. Cơm chiên dưa bò hả? Cơm chiên gì? Thôi nói chung là cơm chiên đây các bạn ở đây thì ngon ngon, vàng khe lên các bạn ạ, rất là đẹp. Rồi cái này ăn vào béo là chết ạ. Ăn vào béo là sướng rồi. Đây, không biết đây là ai là đầu bếp. Ha. Đây anh vừa là chủ vừa là đầu bếp, đây chắc là đầu bếp chính hả? Em là đầu bếp chính hả? Gọi là quay anh đem lên chứ. Review chưa? Review được rồi à? Ok, vậy là gọi là bây giờ là ông anh bảo là ra đến nhậu thôi, review đến đấy thôi các bạn ạ. Rồi bây giờ là nhậu thôi, gọi là ngồi ăn uống rồi các kiểu đây các bạn ạ. Đó. Đây, anh em sẽ được là ngồi cái bàn này nha các bạn nhá. Thế rượu. Ồ. Ok, review luôn cái món rượu này, rượu đâu đây, đâu hầm rượu đâu. À rượu chưa nha các bạn, tí sẽ lại ông anh lấy rượu thì lại review rượu nhá. Đó. Buổi sáng ăn sáng mà ngồi chỗ này là sang đấy các bạn ạ. Rồi. Nhìn cái bộ bàn này rồi. Quay bộ bàn em. Đây bộ bàn này, bàn dài kia chưa? Kết nhất bộ bàn này các bạn ạ. Đã quá. Này. Bộ bàn đã. Đá các bạn này. To. Ok. Và bây giờ anh em sẽ là ngồi lai rai nhé các bạn ơi. Mời các bạn cùng tham gia với anh em nhé. Ok. Giờ là tới bàn nhậu để anh em mình đây rồi. Chân giò xông khói với lại cơm chiên. Đó, hai anh em được sai. Đó, quán đây thì các cái món ở trên này hết đấy các bạn, giá cả rất là bình dân đấy các bạn, 25-35 thôi là rất là bình dân đấy các bạn. Nhiều nơi thì mắc lắm, bây giờ bình dân là cũng ok rồi. Mình vẫn kết cái bộ bàn này đây các bạn ạ, dài lắm này, úi giời, dài tít tận kia luôn. Đây, làm cái này, mời anh. Ok, review quán ông anh như thế này thì bây giờ anh em mình sẽ nhậu nha các bạn nha. Nhậu xong tí không biết công an có bắt không, nhưng mà tí chắc đi bộ. Ủa sao rượu lạnh vậy? Ui, rượu nhân sâm anh, ngàn. Cứ rượu nhân sâm để tủ lạnh đấy các bạn ạ. Rồi, không bật thêm. Đó, quay như thế này đó. Đó. Không phải quay em đâu, đừng sợ mấy em làm đây cứ sợ đâu, dính vào máy quay là cứ ngại nhỉ, sợ gặp người yêu hay sao ạ. Ok, vậy bây giờ là anh em sẽ ăn thôi. Đưa lên. Ok, vậy là vừa rồi là anh em đã review quán ông anh xong. Anh bảo là đây cho chỉ món cái gì chân giò gác bếp này các bạn, nhưng mà mình làm việc có bếp là một gác gác ở nhà anh đấy, cái này chân giò gác bếp này các bạn. Quay sát luôn cho em này, đây, nó đỏ thế này, đây là gác bếp các bạn thấy không? Đó, trên giò gác bếp ấy, ngon quá. Trên đây anh, mình sẽ ăn và cho các bạn xem. Rồi chân giò gác bếp mình cũng mới ăn đấy các bạn. Gác bếp thì nghe mấy khu vực kia thôi, chưa thằng ta mấy quán tóc quán ở ngoài vỉa hè với quán thịt nướng thôi, chưa ăn món chân giò gác bếp đâu các bạn nhé. Ở đây là nước chấm đây. Muối mì tôm các bạn. Hấp dẫn hề. Ngon quá các bạn. Là anh em mới được ăn món này, còn riêng quán là bán buổi sáng bán ăn bún, ăn phở bò, tối ăn nhậu bia lại nha các kiểu luôn các bạn nha. Đấy, đây là những món ăn của anh em ở trong quán ấy. Đây là được ăn món thịt kia là chân giò gác bếp là quá ok rồi. Làm thêm một xì rượu mùa đông ấm. Rồi. Bàn dài quá các bạn ạ. À. Ô đi mà cái mấy giây nha các bạn, 5 giây, 6 giây, 7 giây rồi. Cái bàn dài.
dài lắm các bạn ạ. Quán ông Anh đây các bạn này. Đấy là các bạn buổi sáng ăn bún rất là thoải mái, giá bình dân, rất là bình dân nha các bạn nhá. Đấy, ăn uống thôi các bạn ạ, buổi sáng ăn uống thôi. Wow, phải các bạn phải ngồi những bàn thế này ấy, review nó mới chất này. Dài thôi đi mỏi chân luôn này. Đó, về tới chỗ nhậu mình. Một cái bàn thôi đi mỏi chân rồi. Okay, nhậu xong rồi các bạn ơi, phê rồi. Bây giờ làm sao mà dám đi xe được? Bây giờ thì hôm nay là thử thách thằng em là phải đi dắt xe gặp công an giao thông đo nồng độ cồn nha các bạn nha. Uống phải biết dắt xe nha mọi người. Uống được. Bây giờ tí dắt xe xong gặp công an giao thông đi đo nồng độ cồn luôn. Mà đây thấy sao? Được không? Mệt đời lắm đấy nha. Dắt xe gặp công an giao thông thì đo nồng độ cồn luôn. Trời chất vậy ạ. Ok. Ok nha các bạn. Vậy, anh em nhậu xong rồi các bạn ạ. Về à? Rồi. Bây giờ nhậu xong làm gì đây các bạn ạ? Rồi đều dám đi xe đâu. Để phải chắc bộ thôi à.